Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ một cái clip ngắn mình làm sữa tươi dâu. Ở đây thì mình đã chuẩn bị những nguyên liệu như là dâu này, mình sử dụng khoảng 150g dâu, 2 hộp sữa tươi. Ở đây mình sử dụng sữa tươi ít đường hoặc là sữa không đường nhé. Sữa chua để cho cái sữa của mình nó có cái vị hơi hơi chua chua một chút xíu, thì mình sẽ sử dụng thêm 1 đến 2 hộp sữa chua tùy cái khẩu vị mình thích ăn chua nhiều hay ít, và khoảng 2 muỗng đường để mình ướp với dâu, tại vì dâu này nó cũng hơi chua đó. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm. Mình cần một cái hộp như thế này. Bây giờ thì mình sẽ cắt dâu nhé. Mình được cái dâu như thế này rồi, mình sẽ cho cái phần đường. Mình sẽ để ướp cái phần dâu và đường của mình khoảng 1 tiếng cho cái đường nó tan hoàn toàn. Sau khi mình đã ướp cái dâu của mình và đường được khoảng hơn một tiếng thì các anh chị thấy là các bạn thấy cái nước dâu á, nó ra rồi mà nó lên men á, cái mùi dâu rất là thơm luôn. Bây giờ thì mình sẽ cho vào cái chai. Nếu mà nhà các bạn làm cho có bé nhỏ ăn á, thì mình cho cái sữa chua của bé, còn không thì mình cứ cho sữa chua thường là được. Cuối cùng là mình đổ sữa tươi vào thôi. Rất là thơm luôn. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái sữa dâu rồi đó. Bây giờ thì mình chỉ cần nếu mà mình thích uống lạnh, mà cái này thì ngon hơn khi uống lạnh, nên các em chị và các bạn mình cho vào ngăn mát tủ lạnh, mình để cho cả nhà cùng thưởng thức, đặc biệt là các bé. Mình làm như thế này thì vừa cung cấp đủ sữa nè, và lại có thêm dâu là vitamin, rất là tốt cho sức khỏe. Cách làm thì vô cùng đơn giản mà được cái ly sữa dâu thơm ngon, có vị chua nhẹ và rất là thơm. Video thực hiện sữa dâu của em đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở các video tiếp theo. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi và ủng hộ kênh của em trong suốt thời gian qua nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.